is all about. Theo công bố trên trang chủ ATP, trong số những tay vợt còn đang thi đấu, Novak Djokovic là người có tỷ lệ lật kèo cao nhất trong các trận đấu ở thách thức BO3. Dữ liệu được thống kê từ 42.909 trận đấu, với điều kiện các tay vợt phải chơi ít nhất từ 100 trận trở lên ở các giải chuyên nghiệp ATP Tour kể từ năm 1991. Đứng đầu danh sách là huyền thoại Phil Sampras với 41,33%, Nole về nhì với khoảng cách chỉ là 0,03%, kế đến là Roger Federer với 40,17%. Rafael Nadal, nhân vật còn lại của Big 3, đứng thứ 5 trong danh sách với tỷ lệ lội ngược dòng là 39,1%. Theo tiết lộ từ Bob Arum, giám đốc điều hành của Top Rank, cho biết Manny Pacquiao sẽ tranh chức vụ tổng thống Philippines vào năm 2022. Hiện tại, Batman vẫn đang giữ vai trò thượng nghị sĩ Philippines với 16 triệu phiếu bầu vào năm 2016. Tổng thống hiện tại của Philippines là ông Rodrigo Duterte, người có đường lối cứng rắn với nạn buôn ma túy, và Manny Pacquiao là một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho chính sách này. Dù theo đuổi nghiệp chính trị, song Batman vẫn duy trì niềm đam mê với quyền Anh. Tay đấm huyền thoại Philippines đang lên kế hoạch thượng đài trở lại vào tháng 7 tới. Chia sẻ với Sky Sports, Toto Wolff, lãnh đạo Mercedes cho biết vẫn chưa hoàn tất bản gia hạn hợp đồng với Lewis Hamilton. Với quan hệ 8 năm được xây dựng bằng sự tin tưởng, Toto Wolff không mấy lo lắng về khả năng giữ chân Hamilton. Ngoài việc đặt niềm tin tuyệt đối vào tay đua người Anh, lãnh đạo Mercedes cũng kỳ vọng vào sự vươn lên của những tài năng trẻ. Chúng tôi cần phải đảm bảo được những mục tiêu ngắn hạn được giao cho người đáng tin và không ai tốt hơn Lewis. Sau đó, những mục tiêu tầm trung và dài hạn sẽ được cân nhắc. Mọi chuyện sẽ khó khăn khi không có Lewis, nhưng chúng tôi đang có cơ sở tốt. Rodrigo Tello từng có khoảng thời gian sát cánh cùng Cristiano Ronaldo trong áo Sporting. Theo Tello, tính hiếu thắng của CR7 khiến anh liên tưởng đến Michael Jordan, huyền thoại NBA. Tâm lý của Ronaldo hoàn toàn khác với một cậu bé 17 tuổi. Chúng tôi chơi bóng đá và cậu ấy là người giỏi nhất. Chúng tôi chơi bia, cậu ấy cũng là người giỏi nhất. Chúng tôi tập tạ, cậu ấy cũng là người có số lần nâng nhiều nhất. Ronaldo làm tôi nhớ đến Michael Jordan, một người cạnh tranh trong mọi thứ. Ngoài Tello, Steve Nash, cựu danh thủ NBA cũng cho rằng Cristiano Ronaldo giống như Michael Jordan của bóng đá bởi thái độ chuyên nghiệp, sự chăm chỉ đáng kinh ngạc và nỗ lực thay đổi bản thân không ngừng nghỉ. Tại giải Kampala, Ấn Độ, chàng công nhân xây dựng 28 tuổi Gowda đã về nhất ở nội dung đua trâu với thành tích 13,62 giây. Ở 100m đầu tiên, Gowda đặt thời gian 9,55 giây và phá vỡ kỷ lục 9,58 giây của Usain Bolt ở Berlin. Ấn tượng với màn thể hiện của Gowda, Kiran Rijiju, người đứng đầu thể thao Ấn Độ có nhà ý muốn đào tạo chàng công nhân 28 tuổi này trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Tuy vậy, Gowda đã từ chối với lý do không thể chạy nhanh nếu thiếu đi cặp trâu. Tốc độ của cặp trâu quyết định tất cả, nhưng con trâu có thể chạy nhanh hơn nữa. Được biết, Liên đoàn Ấn Độ từng tạo điều kiện cho một nhà vô địch đua trâu gia nhập đội tuyển. Tuy vậy, màn thể hiện của người này chỉ để lại nỗi thất vọng. Theo Daily Sport đưa tin, CV Max, huấn luyện viên của Dragon X, đã bị tòa án Hàn Quốc xử phạt 1 triệu won do hành vi bạo hành tuyển thủ trong thời gian chỉ nhắc Griffin. Được biết, Saul, tuyển thủ đường trên của Griffin, chính là người đã gửi đơn kèm bằng chứng tố cáo thầy cũ cho phía cảnh sát. Theo tòa án, mức độ vi phạm của huấn luyện viên này chưa đạt đến mức nguy hại nên không tổ chức phiên tòa xét xử công khai và chỉ áp dụng mức phạt hành chính. Tuy vậy, để đòi lại danh dự cho mình, phía CV Max đang chuẩn bị các thủ tục nhằm kháng cáo. Để làm nóng trước thềm khởi tranh APL 2020, Garena Liên Quân Việt Nam đã tung poster giới thiệu trận showmatch Fight for Your Region. Trong đó, hình ảnh Liburn ở vị trí trung tâm, đứng trước ADC và Proe đã làm phật lòng người hâm mộ Flash. Trước phản ứng kịch liệt từ phía anh Nguyễn Phương, giám đốc team Flash, Garena Liên Quân đã thay thế bằng một poster khác. Tuy vậy, động thái này chưa thể làm nuôi cơn giận của Flash. Chia sẻ về vụ việc, anh Phương cho hay, ngay cả khi hình ảnh poster sau chính sẽ được tung lên, Garena vẫn không có động thái xin lỗi đến chúng tôi. Đến thời điểm này, tôi có thể nói rằng Team Flash sẽ không tham gia bất kỳ giải đấu nào của Garena. Chúng tôi sẽ không chơi Liên Quân nữa.